justify. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Quang ơi, em chị cũng chỉ nói với anh một câu này thôi. Em có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn, ăn đầu buổi nha, ăn cứt, thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi, nói thế cho nó nhanh cho nó dễ hiểu.